60 giây. Vòng cuối cùng bắt đầu. Quyết lấy 150 triệu. Đúng rồi. Anh dính lên bằng giỏ cuốc luôn á, tin không? Chào anh. Trời ơi. Trời ơi. Cũng nặng. Ông thật yếu nè. Mê gái nè. Bây giờ em nói nghe chị hiểu không? Nãy giờ mình đang bún bò với món bò Quế đúng không? Đây là cái món bún bò, nhưng mà nếu mà bán ở Quế người ta gọi là bún bò Quế, còn nếu mà bán ở đây người ta gọi là bún bò. Con hiểu Thành nói gì không? Đón xem tập 16 Thách thức danh hài phát sóng vào lúc 21h30 tối thứ Tư ngày 15 tháng 2 năm 2017 trên kênh HTV7.